Kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ngày 5 tháng 4 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Đỗ Anh Dũng, chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh và 6 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra xác định trong thời gian từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022, ông Đỗ Anh Dũng và một số thuộc cấp đã sử dụng pháp nhân của ba công ty con, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, công ty cổ phần cung điện Mùa Đông để thực hiện hành vi gian dối trong việc phát hành mua bán trái phiếu. Theo Bộ Công an, từ việc phát hành trái phiếu gian dối, nhóm đã huy động tiền trái quy định pháp luật của nhiều nhà đầu tư. Tân Hoàng Minh đã phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng giá trị là 10.300 tỷ đồng. Để huy động tiền của các nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu. Nhà đầu tư được xác định là những người đã mua và góp vốn đầu tư trái phiếu của Tân Hoàng Minh, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định. Những nhà đầu tư này là người bị hại trong vụ án. Tại buổi họp báo của Bộ Công an hồi cuối tháng 6 năm 2022, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng C03 cho hay, kết quả điều tra ban đầu xác định Tân Hoàng Minh đã chiếm đoạt hơn 8.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Hiện các bị hại đến khai báo và xuất trình chứng từ chưa đầy đủ, mới khoảng 50% bị hại đến làm việc với cơ quan điều tra. Ông Đỗ Anh Dũng sinh năm 1961, tốt nghiệp kỹ sư trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Tập đoàn Tân Hoàng Minh từ năm 1993 cho đến nay. Ngoài ra, ông còn là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán Minh Việt từ năm 2015 đến nay. Đỗ Hoàng Việt sinh năm 1993 là con trai thứ hai của ông Đỗ Anh Dũng. Trước khi bị bắt, Việt giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh. Đỗ Hoàng Việt từng đảm nhiệm chức giám đốc ban marketing, truyền thông của tập đoàn Tân Hoàng Minh và phụ trách quảng bá các sản phẩm siêu sang của tập đoàn trên thị trường. Đỗ Hoàng Việt cũng giữ chức phó tổng giám đốc nhưng chịu trách nhiệm điều hành mảng trung tâm đấu thầu, trung tâm tài chính kế toán, ban công nghệ thông tin và công ty con THM Congrats. Ngày 25 tháng 8 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung đối với 4 bị can là cựu lãnh đạo tập đoàn FLC gồm Trịnh Văn Quyết cùng 2 em gái và một nhân sự cấp cao để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Trịnh Thị Thúy Nga là em gái ruột của ông Quyết. Thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, bà Nga là phó tổng giám đốc công ty chứng khoán BOS. Theo kết quả điều tra, bị can Nga có vai trò đồng phạm giúp sức chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi phạm tội thao túng thị trường chứng khoán. Sau khi hai em gái của ông Quyết bị bắt trong vụ án này, bà Trịnh Thị Minh Huế, thành viên ban kế toán tập đoàn FLC, em gái ruột ông Quyết cũng bị khởi tố, bắt tạm giam. Ngoài Trịnh Văn Quyết, cơ quan điều tra cũng khởi tố bổ sung tội danh với bà Hương Trần Kiều Dung, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán BOS, kiêm phó chủ tịch thường trực công ty cổ phần tập đoàn FLC. Hai em gái của ông Quyết cũng bị khởi tố bổ sung cùng tội danh là Trịnh Thị Thúy Nga, nguyên thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS và Trịnh Thị Minh Huế, nhân viên kế toán thuộc Ban Kế toán Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. Cơ quan điều tra xác định, từ ngày 1 tháng 9 năm 2016 đến 10 tháng 1 năm 2022, bị can FLC Trịnh Văn Quyết theo chỉ đạo em gái Trịnh Thị Minh Huế và nhân viên trong Ban Kế toán để người thân lập 20 công ty. Họ mượn và sử dụng chứng minh nhân dân của 26 người thân để mở 450 tài khoản chứng khoán đứng tên bà Huế và các công ty cá nhân tại 41 công ty chứng khoán. Tổng cộng anh em ông Quyết mở 120 tài khoản tại công ty cổ phần chứng khoán BOS, 330 tài khoản tại các công ty chứng khoán khác. Cơ quan điều tra xác định mục đích của việc này nhằm liên tục mua bán cùng loại chứng khoán, mua bán khớp chéo, mua bán với khối lượng lớn để chi phối thị trường vào lúc mở, đóng cửa, đặt lệnh mua bán rồi lại hủy lệnh nhằm tạo cung cầu giả để thao túng 6 mã chứng khoán. Từ đây, nhóm Trịnh Văn Quyết thu lợi bất chính và gây thiệt hại cho nhà đầu tư. Hành vi của nhóm Trịnh Văn Quyết đã đẩy giá cổ phiếu FLC từ hơn 14.000 đồng một cổ phiếu ngày 1 tháng 12 năm 2021 liên tục tăng. Giá cổ phiếu FLC đã được nhóm của bị can Quyết làm biển ảo, tăng hơn 64%. Sau đó, Quyết chỉ đạo người thân bán ra 175 triệu cổ phiếu để hưởng lợi. Tổng số cổ phiếu FLC nhóm của ông Quyết bán ra đã khấp lệnh là 74,8 triệu với giá trung bình là 22.500 đồng một cổ phiếu.
Toàn bộ số cổ phiếu này đã được bán chui, không công bố trước khi thực hiện giao dịch. Tổng số tiền bị can Quyết thu về sau khi bán chui cổ phiếu là gần 1.700 tỷ đồng, mục đích hưởng lợi bất chính hơn 530 tỷ đồng. Việc làm này của bị can Quyết và nhóm trên đã khiến giới đầu tư thị trường chứng khoán một phen chao đảo. Ngay sau khi xảy ra việc bán chui cổ phiếu, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã hủy giao dịch toàn bộ số cổ phiếu do ông Quyết bán ra. Những nhà đầu tư đã mua số cổ phiếu này may mắn được hoàn tiền. Tương tự như vụ án Tân Hoàng Minh, tập đoàn gia đình Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan cũng rơi vào khủng hoảng hồi tháng 10 năm 2022, khi bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cháu ruột bà Lan là Trương Huệ Vân, sinh năm 1988, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng bị khởi tố và bắt tạm giam với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản do có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu trái quy định của pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của người dân trong thời gian năm 2018 đến 2019. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thuộc sở hữu của gia tộc họ Trương, được xếp vào hàng những công ty gia đình giàu có tại Việt Nam. Tập đoàn này được sở hữu và điều hành bởi bà Trương Mỹ Lan cùng chồng là ông Eric Chunapki, một doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản tại Hồng Kông. Theo giới thiệu trên website, Vạn Thịnh Phát có vốn điều lệ 549 triệu USD. Tiền thân là công ty tư nhân đầu tiên được thành lập tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1991. Các cổ đông của tập đoàn vẫn giữ nguyên từ khi thành lập cho đến nay. Vạn Thịnh Phát liên quan nhiều tới ngân hàng SCB và nhiều dự án bất động sản đất vàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Nữ tỷ phú người Việt gốc Hoa Trương Mỹ Lan còn được gọi với cái tên Trương Muội. Chồng bà Lan là doanh nhân giàu có trong lĩnh vực bất động sản tại Hồng Kông. Giữa năm 2014, bà Trương Mỹ Lan cùng 9 thành viên khác trong gia đình đồng loạt xin thôi quốc tịch Việt Nam. Gia tộc họ Trương cũng là gia tộc kính tiếng nhất trong giới kinh doanh ở Việt Nam, dù nắm giữ nhiều khu đất vàng tại thành phố Hồ Chí Minh. Vạn Thịnh Phát cùng các công ty con hiện sở hữu nhiều dự án bất động sản có vị trí đắc địa tại thành phố Hồ Chí Minh như Union Square, Times Square, VTP Office Building, khách sạn Dustin. Tập đoàn này còn sở hữu nhiều dự án khác như cao ốc căn hộ, dịch vụ cao cấp, Sherwood Residence, khách sạn thương mại An Đông, khu dân cư Bonvinland, khu dân cư cao cấp Sterling Residence, khu căn hộ cao cấp Lambeth Residence. Bố đẻ và cháu gái ruột của bà Lan, doanh nhân thế hệ thứ tư của gia tộc họ Trương, là những doanh nhân thành công trong lĩnh vực bất động sản. Việc điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Thịnh Phát VTP Group đã được vợ chồng bà Trương Mỹ Lan chuyển giao cho cháu ruột Trương Huệ Vân, chứ không phải hai con gái ruột. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!